Rồi, okay, tiếp tục mình qua part 5, question 25 to 30 for each question. Try correct answer. Write one word for each gap, tức là mỗi một khoảng trống. Mình chỉ điền địa, có điền có một từ thay các bạn. Rồi mình sẽ hoàn tất một cái đoạn email to Rachel, gửi cho Chris. Ví dụ ta cho rồi. We are back from, ok, cái chữ này là from our family holiday in USA. Vậy mình điền vô chữ from ha. Chúng tôi vừa mới về từ một cái kỳ nghỉ của gia đình ở Mỹ. Rồi, it was amazing, nó rất là tuyệt vời. It, rồi ở đây mình thấy chữ biết gì xong. Rồi, so sánh nhất thì mình sẽ lập tức dùng mạo từ gì các bạn? The ha. It's the biggest country I ever been to. Đó là một cái đất nước mà lớn nhất mà tôi đã từng đến. We travel from Los Angeles to Seattle chấm 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 car. Ở đây travel thì nó giống như go ha. Chúng tôi đi từ Los Angeles đến Seattle thì car là mình sẽ là by. By car bằng xe hơi ha. It's nearly 2000 km. And the trip took us chấm 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 very long time. Nearly a week. Ở đây một cái cách dùng của người ta ha, là bạn cứ thấy very long time. Long time là mình tìm mạo từ vậy ha. Nó mất một cái khoảng thời gian rất là lâu, gần một tuần ha. Rồi, my family likes Los Angeles best. I didn't agree. Như vậy ở đây trái nghĩa bạn thấy không? Ba gia đình của tôi thì thích nè, thích Los Angeles nhất. Rồi tôi thì không đồng ý. Như vậy ở giữa này nó phải có một cái liên từ trái nghĩa. Seattle were my favorite place. Tức là tôi thì lại thích Seattle. Ok, Seattle là một cái thành phố. Bên đây Los Angeles cũng là một thành phố. Như vậy bạn sẽ điền một cái liên từ mà nó trái nghĩa. Ở đây mình dùng được nhiều cái. Ví dụ như but, hoặc là however, hoặc là on đổ, hoặc là đổ luôn. Ok, thì tất cả những cái chữ này nó đều mang cái tính trái nghĩa hết. Tức là ví dụ gia đình của tôi thì thích Los Angeles nhất, nhưng mà tôi không đồng ý, Seattle là cái nơi yêu thích nhất của tôi. Hoặc là gia đình của tôi thì thích Los Angeles nhất, nhưng mà tôi thì không đồng ý, Seattle thì mới là cái nơi yêu thích nhất của tôi ha. Rồi ở đây mình thấy smaller là nhỏ hơn, so sánh hơn thì monster đen ha các bạn. Mình lập tức điền chữ đen vô đây. Rồi Los Angeles, mặc dù Seattle thì nó nhỏ hơn là Los Angeles. Eat the food, and the food were better. Nhưng mà thức ăn thì nó tốt hơn ha. Seattle is near the sea and we ate a lot of fish. Seattle thì nó gần biển và chúng tôi ăn rất là nhiều cá. The only problem were that chấm 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 rain almost every day. Ở đây bạn nhớ trời mưa thì chữ trời mình dùng chữ gì không? Ít ha các bạn. Đừng dịch nó thì mưa ha. Mình dịch trời mưa hầu hết mỗi ngày. Let's meet for a chat now. Chúng ta hãy gặp để tán gẫu bây giờ. I have a present for you. Tôi có một cái quà tặng cho bạn. Rồi mình xong part 5 ha. Cũng là xong test 1 của cuốn A2 Key for School 1. Ok các bạn. Rồi thầy đọc lại lần nữa cho các bạn ha. We back from our family holiday in US. It was amazing. It's the biggest country I ever been to. We travel from Los Angeles to Seattle by car. It's nearly 2,000 kilometers. And the trip took us a very long time. It's nearly a week. My family liked Los Angeles best, but I didn't agree. Seattle were my favorite place. Is smaller than Los Angeles and the food were better. Seattle is near the sea and we ate a lot of fish. The only problem was that it rained almost every day. Let's meet for a chat now. I have a present for you. Ok, rồi xong ha.